Xin chào các bác đã trở lại với kênh youtube của em ạ Thì ở video clip lần này hôm nay em sẽ gửi tới các bác cặp à, no chép của JBL Một cặp à, chép có model là JBL 2445G ạ, 16 ohm ạ Một cặp no chép à, dòng à, cao số Và rất to ạ à. à, Cái củ, củ này thì củ là Côn 100 từ 220 ạ Các bác có thể nhìn đấy đây là cái cặp đây là cái củ thứ nhất đây. Model của nó là JBL 2445G 16 ohm. Nó có số CD là 77430. Và củ thứ hai đây ạ. À. JBL 2445G 16 ohm. Model số CD của nó là 77421. Hai củ này thì chênh nhau vài số. Thì qua màn ảnh các bác có thể nhận thấy là hai cặp củ này là còn rất là đẹp về nước sơn của hai cặp cổ ạ thì các bác có thể nhìn qua các bác thấy nước sơn của hai cặp cổ rất là đẹp gần như là nó không có một cái vết cấn hay vấn đề gì trên cái nước sơn của cái cặp cổ cũng như là cái cọc loa các bác có thể nhìn rất sáng đây cũ thứ hai em quay cho các bác xem sơn zin đẹp tem tung còn đầy đủ hàng rất chất lượng có cái đệm cao su của nó thì có một số chỗ nó hơi hơi chuyển ra màu bạc các bác có thể các bác có thể nhìn cái này thì nếu các bác muốn nó đẹp thì các bác phải xử lý được rất đơn giản nó là nhựa cao su nên mình xử lý nó trong phút mốt thôi là nó có thể lại đẹp ngay quan trọng là nước sơn của cặp cổ thôi và quan trọng nhất vẫn là cái dia Farm và hình thức bên ngoài là nước sơn thì cặp cổ này gần như là hoàn hảo về nước sơn của cặp cổ cũng như dia Farm thì em đã mở kiểm tra cái cặp cổ này rồi ạ thì cái cặp cổ này có hai cái dia Farm đều rất đẹp dia Farm zin côn zin nguyên bản và cái 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 mút xốp đệm chống ồn đấy ở trên cái nắp này thì đều còn rất đẹp em đã kiểm tra cả hai cái cổ rồi thì em bao cho các bác là hàng zin đẹp nguyên bản không có nỗi nầm gì từ hình thức nước sơn đến ruột gan đĩa thì à, em xin báo giá nhé cặp củ này em bán về Việt Nam với cái giá là 14 triệu 500 14 triệu 500 là em là cái sản phẩm này đến tay các bác đấy ạ về đến tận nhà các bác luôn là 14 triệu 500 ạ cho cái cặp cố này cặp cố này rất nặng ạ vừa em cân thử cái cặp cố lên thì một cố này nó nặng 14 cân 3 thì hai cái cặp cổ này nếu mà đóng thùng lên nữa nó rơi vào ba mươi mấy cân thì chuyển về Việt Nam khá tốn tiền vận chuyển ạ cho cái cặp cổ này rất là tốn chi phí cho vận chuyển nhưng cặp cổ này thì rất đáng chơi là một cái cặp cổ rất hay cho các bác dùng có thể cho nghe nhạc và karaoke trong gia đình cũng có thể là cho dùng cho sự kiện cho các show sự kiện hoặc là nhà hàng quán bar thì cặp củ này nó đều đáp ứng được vì nó là côn 100 từ 200 mà chợ, độ nhạy của nó trở kháng của nó là 111 dB cơ. Rất cao nên các bác có thể ghép với những cái âm ni hoặc là cục đẩy, cục men công suất không cần cao lắm. Rất đơn giản thôi. Tuy là củ to nhưng mà cái độ nhạy của nó cao nên là nó không ăn công suất mấy. Củ mít này, à củ, chép này nó không ăn công suất ạ. Các bác để ghép nó hay thì các bác có thể đi với tụ 2 mi, 2,5 mi hoặc là tụ có thêm một nọt đứng chung vào cho hay hơn cho nó có tải chung cho nó mềm mại hơn thì các bác có thể đi với củ 5 mi à, đi đi với cái tụ 5 mi ạ còn muốn nó, nó tí tách thì các bác cắt cắt với cái tụ 2 mi thôi cái cặp củ này thì nó có cái đia của nó là chung với cả đia của cái cặp gvn 2441 g à em xin lỗi gvn 2441 gvn 2441 thì nó lại là một cái cặp từ anico cái cặp này thì nó chung diafam bianium cùng với cả cặp JVN 2441. Hai cặp này có thể thay diafam cho nhau. Nhà sản xuất uh, dùng cho hai cặp này là cùng một cái diafam. Giống nhau, nó là một luôn. Thì cái cặp cổ này nó được phát triển từ cái cặp cổ bốn 2440. Thì các bác nào chơi cái cặp cổ bốn 2440 thì đã biết rồi, rất hay, rất khó khè. Nhưng nó lại là từ 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 Anico. Còn cặp này thì là từ Ferris quay qua các bác nhìn một lần nữa có thể các bác có thể nhìn nhận nước sơn của nó này khá mới đẹp cái dòng này thì nó là đa năng các bác có thể nghe các loại nhạc là một thứ hai có thể vừa hát karaoke vừa nghe nhạc dùng cho gia đình sự kiện sân khấu âm thanh ánh sáng nó là dòng đời đời cao cái cặp cổ này khi mới xuất xưởng thì giá của nó cao lắm nó gần bằng cái cặp cổ đời cao nhất hết số của JBL là cặp GBN2 à, là cặp GBN2375 đấy ạ. Cái cặp cũ này vừa em xem trong trong cái phần thông số kỹ thuật đấy thì cặp cũ này lúc mới xuất xưởng nó có giá khoảng gần 30 man. Nó rơi vào khoảng tầm độ 50 triệu cho cái cặp cũ này. Khi mới xuất xưởng đấy gần bằng cái cặp tính ra bằng cái cặp đời cao nhất là GBN375. Em quay qua cho các bác xem một lần nữa. Và cái nước sơn của cái mặt là nắp với hoan nước sơn của nó thì còn rất đẹp đầy đủ ốc cho các bác nắp với hoan thì cái cặp này các bác có thể đi với cái hoan cái dòng hoan của nó là hoan hai hoan hai năm ấy nhỉ cái hoan nó hoan, hoan nhỏ của nó ấy còn những hoan to tay voi thì em không nói hoan nhỏ của nó các bác có thể đi với hoan 2380 hoặc là 2380 a kết hợp với cặp cũ này rất hợp cũ vẫn còn rất chi là mới đẹp thì em xin thông báo lại nhé cái cặp này thì em bán về Việt Nam với giá là 14 triệu 500 ạ à. thì giá này là đến tay của các bác ạ à. em bao cho các bác hàng zin nước sơn đẹp và đĩa farm chuẩn đĩa farm zin côn zin hàng bảo hành cho các bác về tận nhà các bác kiểm tra check check đảm bảo không không đảm bảo những gì em nói thì các bác trả hàng còn về hình thức thanh toán này các bác uh ở Việt Nam nếu mua hàng thì các bác thanh toán cho em trước từ 30 đến 50% giá trị của sản phẩm ạ. Thì sau đó em sẽ gửi hàng về cho các bác ạ. Và hàng sẽ về tay các bác sau từ khoảng từ 12 đến 15 ngày là các bác sẽ nhận được hàng ạ. Thì đúng với các bác kiểm tra hàng và các bác thanh toán nó số tiền còn lại cho em cho bên vận chuyển ạ. Cặp cố to nặng cột 100 từ 220. Rất chỉ là ạ Cổ đẹp thì bác nào thích cặp củ này thì liên hệ với em qua số zalo em để ở trên bài nhé thì thì các bác in inbox cho em qua cái zalo đấy nếu các bác thích cặp củ này thì các bác liên hệ với em số zalo em để ở trên bài đấy em chuyên cung cấp tất cả các cái loại bát hon cổ, mít chép từ bên nhật về cho các bác hàng đảm bảo đẹp zin về cả về chất lượng và hình thức chỉ bán hàng chuẩn không nối nồng các bác thích mua hàng không chuẩn không xin cũng được em cũng đều tìm cho các bác nhưng như em đã bán thì phải thông báo chuẩn hàng có thế nào em sẽ nói như vậy hàng đẹp đến tầm nào thì em sẽ nói đến tầm đấy và giá cả sẽ thông báo với các bác và các bác nào ưng thì kết bạn giao nô và đặt cọc cho em em sẽ chuyển hàng về thì một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã xem video của em ạ à. em xin chân thành cảm ơn ạ à. thì các bác xem video của em thì các bác cho em xin một nút like một nút đăng ký kênh ạ à. để em có nhiều động lực cũng như là truyền tải các sản phẩm đến tay các bác ạ à em xin chân thành cảm ơn ạ và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo ạ